Cô chào tất cả các con. Những tiết tập làm văn trước, chúng ta đã được luyện tập về quan sát cây cối, miêu tả các bộ phận của cây cối. Và để làm cho các con có một bài văn hoàn chỉnh hay hơn từ bước mở bài, thì hôm nay cô và các con sẽ đến với tiết tập làm văn, luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả cây cối, để có thể giúp cho các con mở bài thật hay và lôi cuốn người đọc hơn. Chúng ta đến với bài số 1. Dưới đây là hai đoạn văn có thể dùng để mở đầu bài văn xã cây hồng nhung. Hai cách mở bài ấy có gì khác nhau? Cách mở bài thứ nhất. Vườn nhà em có một cây hồng nhung không biết trồng từ năm nào. Cách mở bài thứ hai. Mùa xuân đến, hoa trong vườn nhà em đua nhau khoe sắc. Hoa nào cũng đẹp, nhưng đẹp hơn cả là cây hoa hồng nhung. Cây hoa này ông em trồng từ lúc nào em cũng không nhớ rõ, nhưng nó là cây hoa em yêu thích nhất. Bây giờ các con hãy so sánh cho cô ở hai đoạn mở bài này có gì khác nhau. Cô đọc lại đoạn mở bài thứ nhất. Vườn nhà em có một cây hồng nhung không biết trồng từ năm nào. Thì trong đoạn mở bài này các con thấy người ta đã giới thiệu ngay cây hoa hồng nhung. Thì đây là một mở bài trực tiếp vì nó giới thiệu ngay cây mà chúng ta định tả. Ở đoạn mở bài thứ hai. Mùa xuân đến, hoa trong vườn nhà em đua nhau khoe sắc. Hoa nào cũng đẹp, nhưng đẹp hơn cả là cây hoa hồng nhung. Cây hoa này, ông em trồng từ lúc nào em cũng không nhớ rõ, nhưng nó là cây hoa em yêu thích nhất. Thì ở đoạn mở bài này, các con thấy nó nói về mùa xuân, nói về các loài hoa trong vườn rồi mới giới thiệu cây hoa hồng nhung. Thì đây chính là mở bài gián tiếp. Thì qua hai đoạn mở bài trên, cô rút ra được cho các con một kết luận. Trong bài văn miêu tả cây cối có hai cách mở bài, đó là một, mở bài trực tiếp giới thiệu ngay cây định tả, và hai là mở bài gián tiếp nói về một sự việc khác có liên quan rồi dẫn vào giới thiệu cây định tả. Và ở hai mở bài này, mở bài gián tiếp sẽ lôi cuốn sự tò mò của người đọc hơn. Vì vậy cô khuyến khích các con hãy cố gắng, mình sẽ làm một cái mở bài gián tiếp để cho bài văn của mình từ ban đầu sẽ hấp dẫn người đọc hơn. Và tiếp theo, để cho các con làm tốt bộ câu hỏi và phiếu bài tập, thì cô có một số hình ảnh về các loại cây cho các con quan sát để các con có thể làm tốt hơn. Ví dụ cây phượng vĩ trồng giữa sân trường em. Đây là cây phượng. Trước sân nhà, ba em có trồng một cây hoa mai. Và đây là cây hoa mai. Tiếp theo, đầu xóm có một cây dừa. Và đây là cây dừa. Tiết học của cô đến đây là kết thúc. Cô cảm ơn các con đã chú ý lắng nghe. Các con có thể coi bài kỹ lại một lần nữa và chúng ta sẽ quan sát cây cối để chúng ta có thể làm các bài tập thật là tốt.
con và gia đình thật nhiều sức khỏe. Cô chào tất cả các con.